Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối tri thức bài 37 ôn tập trung tiết 1. Bài tập số 1 nêu số và cách đọc số theo mẫu. Rồi chúng ta có số có 6 chữ số thì nó gồm hàng triệu, hàng trăm nghìn, hàng chục nghìn, hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Cụ thể chúng ta có số có hàng triệu là 3, hàng trăm nghìn là 2, hàng chục nghìn là 7, hàng nghìn là 4, hàng trăm là 6, hàng chục là 8, hàng đơn vị là 5. Chúng ta viết số 3, 2, 7, 4, 6, 8, 5. Rồi số này các em đọc như thế nào? Các em đọc là 3.274.685. 3.274.685. Các em nhớ khi đọc chữ số 5, nếu các em đọc là 15 hoặc là 15, các em nhớ đọc 5 là n cao. Còn khi đọc ninh 5 thì các em nhớ đọc 5 là n thấp. Rồi, theo mẫu, chúng ta có 1 triệu 600 nghìn, 20 nghìn, 1 nghìn, 400, 90, 4 đơn vị. Thì số này các em viết là 1, 6, 2, 1, 4, 9, 4. Các em đọc là 1 triệu 621 nghìn. 494. 1.621.494. Rồi tiếp theo chúng ta có 2.700.000, 60.000, 0.000, 0.000, 50, 3 đơn vị. Các em viết số là 2.760.053. Các em đọc số là 2.760.053. 2.760.053. Rồi tiếp theo chúng ta có số gồm 300.000, 80.000, 1.000, 0.000, 0.000, 5 đơn vị. Các em viết số là 381005. Rồi các em đọc số là 381.005. 381.005. Các em nhớ khi đọc là ninh 5 thì các em đọc 5 là n thấp. Còn khi đọc 15 hoặc 15 thì các em đọc 5 là n cao. Bài tập số 2, câu E. Đọc các số sau và cho biết chữ số 7 ở mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào. Rồi, các em đọc số thứ nhất. Cách đọc là các em sẽ phân tích số này ra thành các lớp. Tính từ bên phải sang bên trái, chúng ta có lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu. Số này các em đọc là 5.343.627. 5.343.627. Rồi ta thấy chữ số 7 trong số này nó thuộc hàng đơn vị, lớp đơn vị. Chữ số 7 thuộc hàng đơn vị, lớp đơn vị. Rồi số tiếp theo, số này chúng ta cũng phân tích ra thành các lớp. Lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu. Các em đọc là 1.571.210. 1.571.210. Chữ số 7 thuộc hàng chục nghìn của lớp nghìn. Đây là lớp nghìn. Số 1 là hàng nghìn, số 7 là hàng chục nghìn.
Chữ số 7 thuộc hàng chục nghìn, lớp nghìn. Rồi, số tiếp theo. 2180764. Ta có lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu. Kem đọc là 2.180.764. 2.180.764. Rồi, chữ số 7 trong số này nó thuộc hàng trăm lớp đơn vị. Chữ số 7 thuộc hàng trăm lớp đơn vị. Tiếp theo. Rồi, số này ta có lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu. Kem đọc là 7.042.500. 7.042.500. Chữ số 7 nó thuộc hàng triệu của lớp triệu. Chữ số 7 thuộc hàng triệu lớp triệu. Câu B, nêu giá trị của chữ số 6 trong mỗi số sau. Rồi, giá trị của chữ số 6 trong số này là, ta thấy chữ số 6 nó thuộc hàng nào? À, nó thuộc hàng trăm. Vậy giá trị của nó là 600. Rồi, tương tự số tiếp theo. Chữ số 6 trong số này nó thuộc hàng nào? À, nó thuộc hàng chục nghìn. Vậy giá trị của nó là 60.000. Tiếp theo, chữ số 6 trong số này nó thuộc hàng chục. Vậy giá trị của nó là 60. Chữ số 6 trong số này nó thuộc hàng triệu. Vậy giá trị của nó là 6 triệu. Rồi, cuối cùng, chữ số 6 trong số này nó thuộc hàng nghìn. Vậy giá trị của nó là 6.000. Bài tập số 3, câu E, sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn. Từ bé đến lớn tức là chúng ta sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Ở đây chúng ta nhận thấy bốn số này đều có bốn chữ số. Vậy các em sẽ sắp xếp các số này theo thứ tự từ bé đến lớn như sau. Các em so sánh bốn số này theo hàng cột. Rồi, cột chữ số đầu tiên ta có 5, 6, 6, 5. Vậy hai số có chữ số đầu tiên là 5. Bé hơn hai số có chữ số đầu tiên là 6. Trong đó ta thấy 2 nhỏ hơn 6. Vậy 5216 là số bé nhất. 5216 nhỏ hơn 5612. Hai số còn lại, 2 nhỏ hơn 5. Vậy 6251 nhỏ hơn 6521. Câu B, sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé. À, các số trên được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là lớn nhất xếp trước, lớn xếp trước, bé xếp sau. Ta thấy trong các số này thì số 9999 là số có ít chữ số nhất, cho nên số này là số bé nhất, kem xếp cuối cùng. Số này là số bé nhất, kem xếp cuối cùng. Được chưa? Ba số còn lại chúng ta so sánh này. Cột chữ số đầu tiên ta có 122, trong đó 1 là bé nhất. Vậy số 12.509 nó chỉ lớn hơn cái số 9.999 thôi, còn nó bé hơn hai số còn lại. Đối với hai số còn lại, ta có 1 lớn hơn 0. Vậy 21.025 lớn hơn 20.152. Như vậy là các em đã sắp xếp được các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé. Bài tập số 4, đặt tính đổi tính. 3.675 cộng với 2.918. Rồi, các em cộng từ bên phải sang bên trái. 5 cộng 8 bằng 13. Viết 3 nhớ 1. 7 thêm 1 bằng 8. 8 cộng 1 bằng 9. 6 cộng 9 bằng 15. Viết 5 nhớ 1.
3 thêm 1 bằng 4, 4 cộng 2 bằng 6. Tiếp theo là 40.613 cộng với 47.519. ba cộng chín bằng 12, viết 2 nhớ 1, 1 thêm 1 bằng 2, 2 cộng 1 bằng 3, 6 cộng 5 bằng 11, viết 1 nhớ 1, 0 thêm 1 bằng 1, 1 cộng 7 bằng 8, 4 cộng 4 bằng 8. Tiếp theo chúng ta có phép tính 7.641 trừ đi 2.815. Rồi, các em trừ từ bên phải sang bên trái. 1 không trừ được 5, ta lấy 11 trừ 5 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 4 trừ 1 bằng 3, 3 trừ 1 bằng 2. 6 không trừ được 8, ta lấy 16 trừ đi 8 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 7 trừ 1 bằng 6, 6 trừ 2 bằng 4. 62.748 trừ đi 35.261. 8 trừ 1 bằng 7, 4 không trừ được 6, lấy 14 trừ 6 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 7 trừ 1 bằng 6, 6 trừ 2 bằng 4, 2 không trừ được 5, lấy 12 trừ 5 bằng 7, viết 7 nhớ 1, 6 trừ 1 bằng 5, 5 trừ 3 bằng 2. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Một khu vườn ươm cây giống dạng hình chữ nhật có chiều rộng là 45 m, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Chiều dài gấp 2 lần chiều rộng. Gấp 2 tức là ta nhân với 2. Các em lấy chiều rộng nhân với 2, ta được chiều dài. Được chưa? Người ta làm hàng rào xung quanh khu vườn đó và để cửa vào rộng 4 mét. Cửa vào rộng 4 mét. Tức là cái 4 mét này chúng ta không rào. Hỏi hàng rào khu vườn đó dài bao nhiêu mét? Chiều dài của hàng rào chính là chiều dài của cái đường màu đen này. Để tính chiều dài của cái đường màu đen này thì chúng ta lấy chu vi của hình chữ nhật. Chu vi của hình chữ nhật trừ đi 4 mét. Các em hình dung ra chưa? Rồi. Mà để tính chu vi của hình chữ nhật thì trước hết là các em phải tính chiều dài của hình chữ nhật đã. Chiều dài của khu vườn hình chữ nhật là như thầy giáo phân tích ở trên, các em lấy 45 nhân 2 bằng 90 m. Vậy chu vi của khu vườn hình chữ nhật là, các em nhớ lại cách tính chu vi của hình chữ nhật, ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng, chiều dài cộng với chiều rộng cùng đơn vị đo rồi nhân với 2. 90 cộng 45 bằng 135. 135 nhân 2 bằng bao nhiêu? Bằng 270 m. Đây chính là chu vi của khu vườn hình chữ nhật. Vậy tính chiều dài của hàng rào khu vườn thì ta lấy chu vi trừ đi 4 mét. Hàng rào khu vườn đó dài số mét là chu vi trừ đi 4. 270 trừ đi 4 bằng 266 m. Rồi các em nhớ đáp số là 266 m. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc em học tốt.